Trước mặt anh em đây là phiên bản PC của tựa game Thunder, một con game nhập vai hành động mới ra mắt toàn cầu nha anh em. Hiện tại thì mình đang trải nghiệm ở trên bản PC, mobile và ở trên Android và iOS thì đều có cả, nhưng mà mình chơi ở trên PC để mà xem là PC nó có hấp dẫn hay không. Thấy client của nó là 25GB. Cái phiên bản ở trên PC của nó là 25GB anh em nhé, còn bản mobile của nó chắc khoảng tầm 5 hay là 6GB gì đó. Một cái dung lượng cũng khá là căng đấy, thấy cũng đang khá là hot. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải ở trên Android, iOS và trên cả PC. Android thì nó đơn giản thôi, PC nó cũng tương tự như vậy, còn iOS thì nó phải có một vài những cái bước cơ bản anh em nhé. Tuy thế thì bây giờ là mình sẽ phải lựa chọn ra cái nhân vật mà mình yêu thích đã. Skip qua này. Đây là một pháp sư à? Ok, thôi mình chọn nhân vật này đi anh em. Rồi, chiến thử để xem có cái gì hấp dẫn nào. Cái này thì nó cũng sẽ có chỉnh mặt, chỉnh mũi, chỉnh tai, chỉnh tóc các thứ anh em nhé. Đây đi. Thôi, cái này thì mình sẽ chỉnh vậy thôi chứ mình không muốn chỉnh nhiều. Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cài đặt cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. Đây là cái giao diện kiểu đồ họa của con game này, nó là một dạng kiểu giống như kiểu là các cái tựa game nhập vai hành động thế giới mở ấy, nó kiểu kiểu như vậy. Đồ họa cũng cũng được anh em ạ. Để xem nào, chỉnh cái đồ họa một xíu nhá. Ây, nó không giới hạn FPS anh em nhé. Còn về cái phần graphic thử xem nào. Graphic của nó thì nó hỗ trợ đến 4K. Mình sẽ bật cao hết lên để xem là nó có hấp dẫn và nó có căng thẳng lắm hay không. Á chà, để mặt mắc đồ họa lên giật gớm rồi. Thôi mình sẽ để 720 thử xem nào. Nếu mà 720 không ổn thì mình sẽ để smooth. Con game này trước đó là nó bản ra bản chính thức ở bên thị trường của Trung Quốc, sau đó thì vài ngày sau là nó ra mắt bản global anh em nhé. Việt Nam chúng ta thì vẫn là một cái quốc gia bị chặn IP. Vì thế thì chặn cái việc tải thôi chứ còn chơi chơi bình thường. Game hiện tại nó chỉ có tiếng Anh và nhiều những cái ngôn ngữ mà Việt Nam chúng ta không cần cho lắm. Còn tiếng Việt thì chưa có anh em ạ. Không biết là sau có khó hay không, nhưng mà hiện tại thì chỉ có tiếng Anh là chúng ta có thể là tiếp cận dễ dàng được. Ấy chả, con rồng ở đâu vậy? Ấy chả, lắm chiêu phết đây này. Số 7 thử xem nào. Chiêu thứ 7 là cái chiêu gì đấy? Thực ra thì kiểu là con game này đồ họa của nó cũng được được ấy, nhưng mà cái kiểu chơi thì nó cũng vẩy vậy thôi anh em ạ. Nó cũng giống như bao những cái con game nhập vai hành động khác thôi. Kiểu nó cũng bình thường, nó không có điểm nhấn nhiều cho lắm. Như thế thì nó hot nên là mình vẫn cứ review cho anh em, là anh em nào yêu thích cái dòng game này thì có thể là tải về và trải nghiệm. Skip đi anh em. Ồ, cái này chơi online được à? Ồ, chơi online được anh em này. Có nghĩa là khi mà chúng ta muốn diệt con boss trong game thì chúng ta có thể là party với nhiều người chơi khác để mà cùng chiến đấu anh em nhé. Đây này. Đơn giản là nó cho anh em dễ hình dung hơn này. Con game này có vẻ như là nó sẽ chú trọng nhiều đến cái phần party của game, kiểu là cùng nhau chiến đấu để mà diệt boss hay là làm bất cứ những cái hoạt động nào ấy, kiểu kiểu như vậy. Và game nào mà party nó tốt thì game đó chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người chơi và yêu thích anh em nhé. À, phải vào ngay cái khu vực được bảo vệ này. Game này thì nó sẽ được chia làm nhiều nhiều hệ, nhiều cái vai trò khác nhau. Đấy. Đấy, nó có sự hỗ trợ từ những cái bộ chiêu thức của đồng đội này. Nó có được cái sát thương cao đến từ những cái nhân vật với cái vai trò sát thương, cũng có tanh hỗ trợ các thể loại. Chơi ở trên PC vậy nó hơi khó chịu nhỉ. Cái gì đây? Ôi giả. Ở đây thì party là party, nó đang cho chúng ta party với máy thôi anh em nhé, chứ không phải là party với những cái người chơi online khác.
nó để cho chúng ta hiểu về game thôi. Đấy, ở giai đoạn đầu thì nó rất là cơ bản và dễ hiểu thôi, chứ không phải là nó làm khó chúng ta quá nhiều. Ờ, game này nói chung là chắc là hot về vấn đề đó là nó team up tốt, hỗ trợ. Ô, chơi nó đi. Rồi, ok, số 2. Ôi, hết máu. Số 7 đâu? Rồi, số 5 này. Số 4 này. Thua hết rồi à? Búp máu ở con game này, nhân vật hút máu nó ghê vậy. Nó búp ghê anh em ạ. Máu hồi lại được liên tục kìa. Cái kiểu... nói chung là nó vẫn chưa kiểu tối ưu trên PC cho lắm nhỉ. Mình đặc biệt là cái vấn đề về các cái loot để mà sử dụng chiêu rồi là... nói chung là cái phần sử dụng ở trên PC nó hơi khó chịu một xíu. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình khám phá game với các cái nhiệm vụ của game anh em ạ. Cái này không cho nó mất cái con chuột trỏ được nhỉ, con chuột trên màn hình như được nhỉ. À, chúng ta phải ấn à. Cái này chắc là phải chỉnh trong cái nút chỉnh phần setting của nó đây này. Ở đây nó có cái phần key này. Chuột phải của nó đâu? 1, 2, 3. Cái này chỉnh cho nó mất cái con trỏ ở đâu nhỉ? Mình cứ phải dí cái chuột phải thì nó mới mất cái con chuột anh em ạ. Rồi, cái này tìm hiểu sau đi. Nói chung là nó cũng vậy vậy thôi. Kiểu như là cũng dạng kiểu gắn mác là thế giới mở một tí anh em nhé. Nhưng mà đồ họa của nó làm không tới anh em ạ. Đây, nó vẫn kiểu là một dạng thế giới mở. Thế giới của nó cũng khá là rộng lớn này. Ok. Giới thiệu, nói chung là nó cũng giới thiệu giống như Genshin hay là bất kỳ những cái con game thế giới mở khác. Con này nó cũng, à con này nó, nếu mà nó chuẩn ra nó cũng là một dạng thế giới mở đấy anh em ạ. Chứ không phải nhập vai hành động riêng biệt đâu. Nó cũng là một dạng thế giới mở đấy. Tiếc là không giống như các cái tựa game thế giới mở khác thì khi mà chúng ta ấn nút cách hai lần ở trên máy tính thì nó sẽ tạo ra một cái cánh hay là cái gì đó để bay thôi. Game này nếu mà như cái đồ họa kiểu này mình nghĩ là ở trên PC bật max setting lên thì nó vẫn chơi bình thường thôi, nhưng mà sao mình cảm giác ở cái tựa game này nó cứ kiểu lặng nặng kiểu gì ạ. Nó không được tối ưu cho lắm nhỉ. Game này không biết có code hay không. Nếu mà có code thì chắc là mình nghĩ là có đấy anh em. Nhập code thì anh em có thể là click vào cái phần system này. Ở đây thì mình nghĩ là đây nó có cái phần rhythm code đây, em có thể là nhập ở trong cái phần setting của game anh em nhé. Ồ. Oh. Anh nghĩ vào phát là nó phải cho mất luôn cái con chuột trỏ đi chứ nhỉ. Đây là bây giờ nó bắt chúng ta phải đi tìm cái cách để có thể là ẩn cái con trỏ chuột đi. Để mà chúng ta có thể là xoay các cái góc nhìn cho con game này. Nó hơi khó. Đấy, nó cũng là một dạng kiểu đi làm nhiệm vụ thôi. Quen thuộc rồi. Nhưng mà đồ họa con game này mình cảm giác làm không tới anh em nhé. Rồi. Thôi, gameplay thì mình review như vậy thôi. Đấy, anh em đã có cái nhìn tổng quan về game rồi. Gameplay rồi là đồ họa rồi là cách đánh, cách chơi kiểu như nào rồi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải ở trên PC, Android và iOS anh em nhé. Ở trên Android thì anh em có thể là tải bằng rất là nhiều những cái chợ ứng dụng, ví dụ như là TapTap hay là Qo app thì anh em có thể là tải cái ứng dụng TapTap về, sau đó thì cài đặt tải game anh em nhé. Đấy, nó rất là đơn giản như thế thôi, và chúng ta sẽ có cái phần game ở đây. Anh em tải TapTap về, sau đó thì cài đặt và đăng nhập cái tài khoản bằng Google của anh em ấy. Sau đó thì anh em hãy lựa chọn cái phần đó là top game thì chúng ta sẽ có con game này, hoặc là anh em có thể là tìm kiếm trực tiếp đây này. Con game này thì đã đăng top đây này.
Em có thể là click vào nó tải về cái file của con game này. Click vào nó tải thì nó sẽ tải cho anh em. Đơn giản thế thôi chứ không phải làm cái gì đâu. Dễ lắm, không cần phải lên set play làm cái gì cho mất thời gian anh em nhé. Anh em đã quá chán nản với cái tình trạng ping cao đỏ ngòm khi mà chơi các cái tựa game ở trên PC hay mobile. Anh em hãy tải ngay Gear Porter, ứng dụng giảm ping tốt nhất 2024 cho tất cả các cái game hiện tại trên Android, trên PC và trên iOS. Hãy tải ngay bằng link dưới phần mô tả của video này nhé. Bây giờ thì tải ở trên PC, anh em có thể là click ngay link dưới phần mô tả của video hoặc là truy cập vào cái website ở phía trên kia anh em ạ. Anh em click vào phần Windows và tải cho mình cái file EXE của tựa game này về thôi. Đấy, anh em nó rất là nhẹ, anh em nhắc có mười mấy mê nhẹ lắm. Đấy, sau đó thì anh em có thể là ấn click hai lần để nó mở cái file cài đặt của tựa game này lên thôi. Click hai lần hoặc là run admin writer chuột phải anh em nhé. Rồi, ấn đồng ý để mà tiến hành nó cài đặt cái con game này. Con game này thì sẵn của nó sẽ đòi quyền admin trong game đó, ở trong máy thuộc tính của anh em rồi. Bây giờ thì anh em sẽ lựa chọn cái ổ mà anh em muốn cài. Đấy, và ấn cái từ install. Tùy cái ổ mà anh em có nhé. Rồi, đã tải xong rồi. Bây giờ ấn mở lên cho mình. Sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập tài khoản. Và sau khi đăng nhập thành công thì anh em hãy lựa chọn cái server Asia và lựa chọn cái khu vực Việt Nam của chúng ta. Như thế thì con game này cái ping của nó khá là cao anh em nhé. Ping cao đấy. Đấy, sau đó thì lựa chọn ngày tháng năm sinh của anh em là ok. Con game này thì chúng ta cần phải download mất 25GB data đấy anh em ạ, chứ không có nhẹ đâu. 25GB data đấy. Ấn tiếp tục để mà tiến hành đi tải data, nó sẽ mở cái client của game lên. Và ấn cái từ download để mà nó tải con game này về cho anh em. Đấy, lựa chọn ổ mà anh em muốn cài game và ấn cái từ install. Đấy là chờ nó tải thôi anh em nhé. My soul renewed, taken by the